Vậy là một nơi vô cùng mộng mơ và lãng mạn. Trời ơi, đi đám ma mà lãng mạn. Trời ơi, cái gì vậy? Có chuyện gì mà thắng gấp như vậy cô Lì? Có một cái vật gì cản trước đầu xe á. Để tôi ra ngoài coi sao. Cái không khí này mà tối cầu cơ là hết sảy. Là cậu mình đi. Con búp bê. Thì bị căng hay. Trời ơi. Sao chết được, búp bê mà. Hình như nhớ tôi ra thăm rồi kiếm chuyện này chuyện nọ phải không? Không có. Em nhớ Nguyễn. Bậy bạ không à? Tôi chỉ đến đây để thông báo cho cô là ông Nguyễn, người tình của cô, chồng của tôi, đã qua đời đêm qua. Anh để ý khuôn mặt của bà Thu đi. Rất là ghê. Nhiều khi bà giận quá bà giết ông Nguyễn luôn á. Còn lại bà cho con xin một con số một thôi. Dạ. Nước sau cái tủ này nè, kính hơn, đừng có ra nữa. Xem, em bị cái gì vậy? Trò chơi chỉ mới bắt đầu, còn nhiều điều thú vị lắm. Chị nguy hiểm lên xe à? Ra đi! Không có cái đống tài sản này của tôi. Anh Lê ơi, nhưng lúc này đừng ai dướng bận anh hết. Anh ơi, mày quen lại anh Lê ơi.